Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 14 tháng 9 năm 2023 giá tăng mạnh nha bà con. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu hôm nay thương lái mua tại vườn với mức giá cụ thể như sau. Mít nhất dao động trong khoảng 71 tới 73 ngàn đồng một ký, trái từ 8 kg trở lên. Mít nhì là từ 60 tới 62 ngàn đồng một ký, trái từ 6 kg trở lên đến dưới 8 kg. Mít chợ từ 23.000 cho tới 25.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.